Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nằm trong khối không khí lạnh ổn định, miền Bắc sáng nay đã giảm mưa nhanh chóng, nhưng trời rét với mức nhiệt ở khu vực các tỉnh vùng núi chỉ từ 14 cho đến 16 độ. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ giảm xuống còn 16 đến 18 độ, trời rét nhưng không quá buốt. Đến trưa nay, hầu khắp miền Bắc vẫn trong tình trạng mây nhiều, mức nhiệt cao nhất trên khu vực duy trì trong khoảng từ 19 cho đến 22 độ. Chỉ riêng hai tỉnh Lai Châu, Điện Biên không nằm trong vùng tác động của không khí lạnh, trời vẫn có nắng, nền nhiệt ngày từ 25 đến 27 độ. Với Trung Bộ, không khí lạnh dồn xuống khiến cho hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh trở vào cho tới Bình Định và Phú Yên tiếp tục có mưa, trong đó khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to. Về nhiệt độ, hôm nay khu vực Bắc Trung Bộ trời rét với mức nhiệt từ 20 đến 23 độ. Khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ. Từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Định, trời cũng mưa lạnh với mức nhiệt từ 25 đến 27 độ. Chỉ riêng các tỉnh từ Phú Yên trở vào tới Bình Thuận, ít chịu tác động của không khí lạnh, trời có nắng và ngưỡng nhiệt từ 29 đến 31 độ. Còn phía Nam, dù không chịu tác động của không khí lạnh nhưng sáng nay, cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều duy trì nền nhiệt thấp. Các tỉnh vùng cao nguyên trời rét với mức nhiệt từ 18 đến 21 độ, còn các tỉnh thành Nam Bộ trời se se lạnh với mức nhiệt từ 23 đến 25 độ. Đến trưa chiều thì cả hai khu vực đều có nắng, cường độ nắng mạnh khiến cho nền nhiệt tăng nhanh. Mức nhiệt cao nhất ngày ở Tây Nguyên từ 28 đến 31 độ, còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Nắng nóng cục bộ tại các tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Bản tin thời tiết sáng ngày 4 tháng 1 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.